Nay đang đến thăm nhà một người anh em. Đây là vườn lan của bác. Ôi, chào bác nhá. Vâng. Ôi, khỏe chào không bác? Nhá. Năm mới. Năm mới sức khỏe anh nhá. Anh đang đang chăm lan của bác. Dạ vâng. Em đang tưới cây để cho ẩm cây. Ôi ôi, vườn lan của bác nó huyền ảo thế nhỉ? Ôi giời, buổi tối nó huyền ảo thế nhỉ? Anh nói là điện vào gì? Huyền ảo quá, tại vì là bình thường em nhìn ban ngày nó khác mà buổi tối nó huyền ảo quá. Ôi nhưng mà cái gốc lan ấy thì nhìn nó vẫn là rất là rõ luôn, các bác thì lan rất đều biết. Đây, HO đây. Đấy. Rất nhiều gốc lan đẹp các bạn. Tuyệt vời. Vườn lan đây, vườn lan Thắng Hảo nhé, vườn lan Va Thắng Hảo nha các bác nhá, tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đấy, bác nào có rảnh thì qua chơi nhá.